Rồi em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay thì em có giới thiệu cho tất cả mọi người một cái máy quét sân quét nha, máy quét bụi, hút bụi cũng như hút bụi á, như giờ đất của mình nè, nãy mới quét theo cái đường đây nha, đất của mình đang rất là dơ luôn, bụi, cát, xài cái này thì nó sẽ quét nha, quét nó đẩy đi là nó sẽ quét sạch, sạch bụi cho mình. Cái này là cái hệ thống chủ của nó nè. Cái bánh xe này lăn á. Xe này lăn á là nó cái quạt cái lông chổi nó chạy vô nè. Nó chạy vô là nó hấp vô này nha. Hấp vô cái bồn của mình đây. Rồi mình tháo ra mình xin mình đi đổ. Này là đang đẩy bình thường, là không có đẩy quét nha. Bây giờ cái bánh này nó chạy là nó quét được. Đó giờ này là cái cần gạt nè. Gạt là cái bánh này mình nó để lên là nó không có quét, còn cho nó xuống nó quét nha. Đó vậy là nó quét nè, bánh xe nó chạy nè là quét rồi. Rồi giờ mình sẽ gắn cái này vô nha. Gắn cái này vô. Rồi. Rồi, đẩy đi. Đó, đẩy đi là nó sẽ quét nha. Đó bụi. Quét sạch rồi. Nè thấy không? Hai đường. Hai đường quét sạch. Xong dành quét lại một cái nữa là nó sạch nha. Đó, quét lại đường giữa là sạch nè. Đó, sạch bóng luôn. Quét hai ba lần, nếu mà quét hai cỡ hai ba lần là sạch nha anh em. Đó. Thì quét lên nền xi măng nè. Thuốc lá gì nãy bỏ thuốc nha. Đó thấy không? Này thì nó đi theo đường. Rồi, xài xong thì tháo này ra nè. Tháo này ra đi đổ nha. Đó, tháo này ra nè. Cát bụi trong đây. Nè thấy không? Này nó quét nè. Đó nó quét lên. Quá ok luôn nha. Quét rất là sạch luôn nha anh em. Rất là sạch luôn. Rồi. Này rất là tiện cho anh em xài kho xưởng nè. Đẩy đi nè. Rất là ngon. Rồi cái này thì xài xong mình đổ ra. Mới đất luôn. Mới cát luôn nha. Rồi. Rồi cái này thì đẩy nè, đặt lên là đẩy đi, này là đẩy là không có quét nha. Rồi thì cái cất đường này anh em nào cần thì liên hệ nha, này khung bằng inox luôn, là giá là 2,2 triệu. Đó, 2,2 triệu nha anh em. Rồi anh em nào cần thì cứ liên hệ qua cho em. Con này em còn 5 số con á. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video. Rồi em xin chào anh em nha.